Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sức Kẹo. Ui, đậu xanh. Có ngay một đứa ở ngoài anh em ạ. Ui, căng vậy. Vâng, như vậy là mình đã có được ngay một khẩu súng, đó là P90 này. Cái đậu xanh em ơi. À, mày tính chơi anh nhỉ? Bây giờ thì mình sẽ loot đồ từ thanh niên này cái đã. Ok, rất là nhiều đạn tiểu liên nhá mọi người. Lại có cả XM8 cả. Rồi nha, vậy là Kẹo đã lượm được ngay khẩu súng XM8. Combo hiện tại mình đang chơi đó là XM8 cộng với súng tự liên P90. Đây, chạy lên trên này cái đã. Nhưng mà cái cảm giác là điện thoại của mình ngày hôm nay nó hơi bị lag nha em ạ. Ui, có người đó hả? Đâu rồi em ơi? Ui, đằng sau mình có đứa bắn mình luôn. Căng rồi nha. Chạy qua phía này cái đã nào. Ui dồi ôi, em ơi, đừng có chạy nha em ơi. À, vẫn chạy được cả. Ui, sấy căng vậy em ơi. Không sao, mặc dù là máy lag thì mình đã cứu được mạng thứ hai rồi nhá. Vâng, khá là ngon mọi người ạ. Nhưng mà thằng này thì nó lại hết đồ rồi, nên là chúng ta sẽ chạy qua chỗ khác nha. Mình không biết là ở thung lũng này thì còn ai nữa hay không nhỉ. Nhưng mà cứ từ từ kiếm, rồi là sẽ thấy người nha các bạn. Ui, bên này thì có ai không vợ ơi? Chưa thấy ai cả các bạn ơi. Tôi nghĩ là ở thung lũng hiện tại đã hết người rồi nhé. What the hell? Và mình sẽ thử chạy qua phía này coi. Ui, đây, hiện tại thì cái khu vực thung lũng này nó rất là im lặng nha các bạn. Ui, chắc là không còn ai đâu. Nhưng mà kệ, quan trọng là Kẹo muốn kiếm thêm đồ mà. Căn nhà gỗ này thì sao nhỉ? Ui, trống trơn luôn. Có mỗi một cái băng đạn level 2. Chắc là căn nhà đó đã bị lút đồ. What the hell, sao nó đây vậy hả? Ê, em ơi, làm gì ở đây vậy hả? Úi dồi ôi, thanh niên ơi. Chạy đâu cho thoát vậy hả em? Ui, căn nhà bên kia cũng có người luôn. Căng vậy, căng vậy. Mà công nhận là điện thoại mình mọi hôm làm gì mà nó lại chậm như này. Chắc là lại đầy RAM hay là đầy bộ nhớ rồi anh em ạ. Như kiểu là ứng dụng anh em dùng lâu ngày ấy, thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều những cái data dữ liệu của ứng dụng. Chúng ta sẽ phải dọn dẹp thường xuyên thì máy nó sẽ nhanh và mượt nha các bạn. Qua thử bên này coi. Ui, người đâu rồi? Hello, đây à? Ơ kìa, đây đấy, máy lag này là không bắn được nó luôn anh em ơi. Ây, cay quá nhỉ. Vâng, như vậy là ngày hôm nay thì Kẹo sẽ giới thiệu cho anh em một cái ứng dụng, đó là NoCleaner nha mọi người. Thì đây nó sẽ là cái ứng dụng giúp cho anh em có thể là tăng tốc điện thoại và giải phóng bộ nhớ. Và đây các bạn hãy cài đặt luôn ạ. Cơ bản là lâu lâu chơi game, anh em sẽ cảm giác như là máy nó bị đầy bộ nhớ và cảm giác là nó sẽ hơi bị lag. Thì lúc này chính là lúc mà anh em có thể sử dụng cái ứng dụng NoCleaner. Và đây bây giờ thì Kẹo sẽ vote 5 sao cho ứng dụng luôn nha. Thì đây nó là một cái ứng dụng dọn rác, giúp cho điện thoại chúng ta trở nên mượt mà và giảm lag hiệu quả. Hiện tại thì bên NoCleaner nó có một cái chương trình ưu đãi dành cho những cái bạn nào mà đang chơi tựa game Free Fire, cũng như là tải cái ứng dụng NoCleaner về. Thì anh em chỉ cần là tải ứng dụng về luôn, sau đó là anh em sẽ comment và thêm cái thẻ tag, đó là Free Fire với thẻ tag Sĩ Kẹo nha. 5 bạn may mắn nhất sẽ có cơ hội nhận được thẻ cào Garena 100k từ NoCleaner nha. Ngoài ra thì anh em có thể là tham gia cái mini game của NoCleaner tại cái link ở ngay bên dưới video nha. Như vậy hiện tại ứng dụng của chúng ta đã được tải xong, và các bạn hãy mở luôn ứng dụng cho mình nhá. Chấp nhận tất cả những cái quyền của ứng dụng này. Ok, anh em chỉ cần là bấm vào bắt đầu quét, nó sẽ yêu cầu cấp quyền. Ok, các bạn mở quyền truy cập luôn nha, thì nó sẽ dọn rác hiệu quả luôn. Chỉ với một nút nhấn thì anh em sẽ dọn xong một đống rác luôn nha anh em. Ngoài ra thì cái tính năng mà mình muốn giới thiệu với anh em nữa, ở ngoài màn hình chính nó sẽ có một cái tính năng, đó là tính năng tăng tốc RAM nha các bạn. Thì với cái tính năng này, nó sẽ giúp cho anh em đóng tất cả những cái ứng dụng chạy ngầm, và điện thoại của anh em sẽ có một cái lượng RAM chống nhiều hơn và hoạt động một cách hiệu quả hơn. Và sau khi các bạn dọn dẹp RAM xong thì các bạn sẽ cần phải tăng tốc sâu nha. Thì với cái việc tăng tốc sâu này, nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được những cái ứng dụng chạy ngầm hơn, và tất nhiên là điện thoại của các bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Ok, tăng tốc ngay cho mình này. Các bạn cần cấp cái quyền cho ứng dụng. Ok, đây là quyền truy cập cho ứng dụng nha anh em. Đó, anh em thấy chưa, nó phóng như tên lửa luôn. Đấy, và hiện tại ứng dụng đang giúp cho các bạn tăng tốc sâu nhá.
Vì đây nó là cái tính năng tăng tốc sâu, vì thế nên là sẽ mất cái thời gian dọn dẹp lâu hơn bình thường nha. Đây anh em sẽ chờ một xíu nữa thôi ạ. Vâng, như vậy là đã gần xong rồi nha anh em. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở tựa game Free Fire và trải nghiệm độ mượt mà nào. Ok, và bây giờ kẹo đã quay trở lại với game Free Fire rồi nha các bạn ơi. Anh em có thể thấy được rằng là bây giờ là mình chơi game nó rất là mượt nha các bạn. Cơ bản là máy của mình đã được tối ưu sau khi mà sử dụng cái ứng dụng NoClaner nha. Đó, ui. Úi dồi ôi em ơi. Ui, ở đây có người nữa hả? Chạy đi em ơi. Ui, chạy ghê về hả em? Thế là lên bảng đếm số rồi nha em ơi. Úi dồi ôi, công nhận là đáng thương quá cơ. Ui, what the hell? Thế nào bắn mình ghê về hả? Ây, anh em ơi, kẹo lại sợ nó quá cơ. Hình như là nó đang ở ngoài mọi người ạ. Ui, ở ngay bên này luôn. Ok, chạy qua xử nó luôn nhỉ. Em ơi, đứng lại em ơi. Ui, chạy cơ. Úi dồi, bên này. Ok luôn. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 3 rồi nhá. Anh em thấy là có nhanh và có nguy hiểm không ạ? Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Đây, chúng ta sẽ chạy qua để lượm sang nó cái đã. Ui, what the hell, đông người vậy. Ê, vào tập nhà. Mình sẽ ngồi tạm ở đây. Công nhận là các ông bắn tôi căng quá cơ. Tôi bắt đầu sợ các ông rồi đấy nha. Ui, nó ngay phía trên mọi người ạ. Ui, đằng sau mình vẫn còn người nữa. Đông ghê vậy. Cái đậu xanh cho mình. Ok, headshot luôn nha. Thanh niên tưởng là chơi kẹo mà dễ à? What the hell? À, nó ngay phía trên mọi người ơi. Cái đậu xanh thiên nhiên. Tính bắn mình hả? Ok. Gặp phải mấy ông này toàn là thích săn xích kẹo mà thôi. Không sao thì hiện tại kẹo vẫn đang còn sống nhá. Đó, mình sẽ loot thêm đồ cái đã. Ok, chúng ta sẽ có thêm được lựu đạn này. Trang bị tay súng 2 thì mình sẽ ưu tiên cho súng trường hơn. Cơ bản là súng trường thì chúng ta sẽ bắn phạm vi xuống nó xa hơn đấy. Ok, và mình sẽ quần màu cái đã. Cơ bản là đầy màu chúng ta sẽ chơi game một cách nó tự tin hơn. Ui, vừa nhấn lộn vào cái nút âm lượng anh em ơi. Vì là điện thoại mới này của mình này, cái nút âm lượng nó ở ngay cái cạnh màn hình. Tức là như kiểu là cầm tay chơi game thì nó lại chạm tay luôn vào nút âm lượng. Vâng, hiện tại thì kẹo đang có là rất nhiều đạn súng trường nha, cũng như là đạn súng tiểu liên nữa. Mình sẽ chạy qua phía này coi. Ui, chưa thấy một ai cả anh em ơi. Nó lại vắng quá nhỉ. Úi dồi ôi, hẳn là không thấy một ai luôn cơ. Mình sẽ chạy qua luôn đi coi. Ui, các bạn đâu cả rồi. Và anh em có thể thấy là còn lại 27 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Ok, kẹo sẽ cố gắng là kiếm từng đứa và kill cho nó luôn nha. Nào, quan sát thử phía này coi. Phía này lại không thấy ai này. Ui, có thấy ai đâu các bạn. Mình sẽ chạy đại qua phía này. Mong rằng là ở bên này chúng ta sẽ kiếm thêm được nhiều mạng đấy nha. Đó. Vâng, và mình đang tiến ra phía làng thông. Tất cả mọi thứ nó vẫn đang rất là im lặng này. Ui, và đây bây giờ kẹo sẽ chạy theo phía này nha. Đó, quan trọng là kiếm người. Nhưng mà kiếm mãi vẫn chưa thấy được ai đâu. Ui, anh em có công nhận là những cái người chơi ở trong cái ván đấu này, các bạn ấy kêu nhau quá là nhanh luôn. Ui, còn lại có 23 đứa thôi à. Ok, kẹo đã đổi qua khẩu súng đó là UMP. Đơn giản là UMP thì cái sát thương ở gần của nó tốt hơn MP5. Ây da, không thấy có một ai nữa. Hình như là ở làng thông này cũng không có người các bạn ơi. Chán quá ta. Ok, chúng ta hãy cùng theo chân kẹo và kiếm thêm mạng nào. À, đã thấy người rồi nhá. Nó ở ngay hướng với kép. Ui, bên dưới cũng có người nữa hả, căng vậy. Quần cam hả em ơi. Ui, quần cam hả em. Ok, nữa này anh em ơi. Úi dồi ôi,
Như vậy là kẹo đã có được 2 kill ở trong cái ván đấu này rồi nhá. Ui. À đủ. Ở ngay phía trên còn có một đứa nữa. Em ơi, chạy đâu vậy hả em ơi? Ui. Chạy nhanh quá vậy hả em? Bạn gì đó ơi, bạn chạy đâu rồi? Đây, mình sẽ chạy qua phía này luôn. Mình sẽ đuổi theo để săn bạn. Ây. Đây hả? Em ơi, em ơi, bắn gì vậy? Và lên bảng đếm số luôn nhá. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ chạy lên phía trên để lượm xác từ cái thiên nhiên này. Anh em ơi, hòm xác nó đây rồi. Ok, có cả ba lô ba luôn cả. Quá là ổn luôn. Hiện tại thì kẹo chỉ có cho mình đó là 4 túi thương. Đây, và kẹo sẽ lượm thêm 2 túi máu nữa. Như vậy là mình đã có tận 6 túi máu rồi nhá. Với 6 túi máu thì kẹo sẽ đủ dùng trong suốt cái trận đấu này nhá. Ok, bên này chưa thấy một ai cả các bạn ơi. Vắng quá nhỉ. 16 người chân nữa cả. Để coi. Đây, mình đang chạy theo hướng E này. Lên trên nóc nhà chúng ta sẽ có được một cái góc quan sát tốt hơn nhá. Ui dồi ôi, mấy ông lại chạy đi đâu cả rồi. Ây, còn lại có 14 người chưa nữa ở trong cái ván đấu này thôi. Ây, không hiểu sao mấy thiên nhiên gọi là lên bảng đếm số liên tục. Ở đây nó có một cái dụng cụ rất là lạ, hình như là chuẩn bị chơi trong chế độ mới nhá. Hiện tại thì kẹo vẫn chưa biết chế độ đó là chế độ gì nữa. Ui. Nào, mình sẽ cùng tìm xem. Còn lại có 11 đứa thôi ạ. Tôi nghĩ là hiện tại thì ở làng thông đã hết người rồi nha. Kiểu này là chẳng còn ai nữa đâu. Đây, chúng ta sẽ chạy lại gần hơn và tiến lên trên đồi phía thung lũng luôn. Làng thông hết người rồi, nên là mình sẽ chẳng ở đây để làm cái gì cả. Mà tất nhiên là chúng ta sẽ lên thung lũng này và kiếm thêm mạng nào. Chúng ta sẽ là người đi săn mạng. Wow, mọi thứ đang rất là yên tĩnh này. Ồ, có một chiếc xe quân đội. Kẹo nghĩ là kẹo sẽ dùng cái chiếc xe này để đi săn mạng luôn nha. Ui, bên dưới bắn nhau căng vậy. Đâu rồi hả mấy em? Thôi kệ anh em ơi, đây rồi. Ui, đây rồi hả? À, vào căn nhà Doraemon rồi cả. Đây, anh chạy xuống với mấy chú này. Cơ bản là đang định lái xe đi săn người nhưng mà lại thấy được bọn này bắn nhau phía dưới nên là mình sẽ chạy vào để góp vui luôn. Hello mấy cưng. Ui, các bạn chạy đâu cả rồi? Hello. What the hell, nó chạy nhanh quá vậy. Ok, kẻ đã có được ống ngắm một ít rồi nhá. Quá là ổn luôn. Ống ngắm này các bạn có thể là kill mạng dễ dàng. Trong chân này. Ui em ơi, B40 cả, nhưng mà lại không ăn được UMP nhé. Đây, với việc mà hạ gục được cái thanh niên này thì mình đã cướp được khẩu súng đó là MP40. Ngon chưa anh em? Quá đã luôn. Ôi, hòm sắt này chẳng còn gì để cho mình lượm cả. Thừa cái ống ngắm 2x nên là kẹo vừa vứt đi luôn. Ok, lên xe và tiếp tục đi săn mạng thế nào. Bây giờ thì chỉ còn lại có 7 người chưa nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Và kẹo đã có được 9 kill. Ghê chưa anh em? Chạy lên trên cái quân nào. Ui, công nhận là mấy người chơi game nó khác hẳn anh em ạ. Chơi game cứ phải gọi là cân cả bản đồ luôn. 6 người chưa nữa cả. Ồ, chạy lên phía này coi này. Kia hả? Úi dồi ôi, em ơi, làm gì ở đó vậy hả em ơi? Ok, và lên bảng điểm số luôn. Mình sẽ chạy lên phía trên luôn nào. Chạy lên để lượng xác nó nào. Ba lô của kẹo hiện tại mới chỉ full đó là 93% thôi. Và chúng ta vẫn có thể là lượm thêm được đồ nữa. Ok, bây giờ là full 98% rồi. Nên là mình chỉ có thể là lượm thêm được trang bị súng này, hoặc là bom keo, hoặc là lựu đạn mà thôi. Kệ đi anh em ơi. Có ngay một thính ở đây nữa. Wow, có ai không vậy? Tôi nghĩ là sẽ có người nha. Xuống xe nào các bạn.
Uầy, thính này là thính AWM và mình sẽ không cần nha. À đủ, tao nào ở trong này vậy? Uầy em ơi, đứng ngay chỗ cửa cả. Ghê vậy em ơi. Uầy, uầy, tính căn soạn nhưng mà không thành công nha mọi người. Đây, ăn được đạn nhà em. Uầy, thanh niên, sấy mình cam vậy hả? Ok, thế là mình đã hạ gục được mạng thứ 11 bằng lựu đạn rồi nhá. Em ơi là em ơi. Đây, có được một cái giáp 3. Hiện tại thì cái giáp 3 này nó chỉ còn lại là 80% cái lượng chống chịu sát thương, nhưng mà chơi cũng khá là ổn luôn. What the hell, người đấy hả? Ê, bạn ơi, ăn lựu đạn không bạn? Ui, úi dồi, em ơi, em ơi. Ok, và lên bảng đếm số luôn nhá. Tưởng là chơi sĩ kẹo mà dễ à? Ok, vậy là kẹo đã full được 100% ba lô. Và rất là cảm ơn bạn này vì đã cho kẹo mượn chiếc xe Monster Truck này nhé. Lại có xe ngon đi cán người rồi nha em ơi, quá là đã luôn. Chạy xuống phía dưới này coi. Wow, không thấy một ai cả. Các bạn có thể thấy được rằng là cơ hội chiến thắng của kẹo đã lên đến đó là 25%, khi mà trong cái vài đấu này còn lại đúng 3 người. Ôi, người đâu cả rồi? Chưa thấy thêm một ai nữa. À, ở bên phía dưới đèo đá có người nhá. Đây, kẹo sẽ chạy vòng xe xuống luôn. Ui, các bạn lại vừa mới cứu nhau cả. Thế là chỉ còn lại có 2 người chơi nữa. Đây, một đứa ở căn nhà đổ nát này luôn. Úi dồi ôi, em ơi, em ơi, làm gì vậy hả em? Cái đậu xanh thiên nhiên và lên bảng điểm số luôn. Ok, kẹo đã có được thêm một cái trang bị, đó là giáp chống nổ. Ngon chơi anh em. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục lên xe và chạy đi kiếm mạng nào. Vâng, và bây giờ thì cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến đó là 50%. Quan trọng là phải kiếm người cái đá. Đấy, không biết là ở trên này có ai hay không nhỉ. Mình sẽ cứ chạy lại lần một coi. Ở đâu có người, mình sẽ kêu luôn mạng đó nhá. Uầy, không thấy một ai luôn này. What the hell, các bạn lại chạy đâu cả rồi? Tôi lại sợ các bạn quá cơ. Uầy, không có ai cả. Ơ, thế là mấy ông đang núp ở chỗ nào rồi? Tôi là tôi chịu các ông luôn nhé. Trên này thì sao nhỉ? Anh em đã thấy được vị trí của thằng cuối chưa? Sức kẹo là chạy nhưng mà vẫn chưa thấy được vị trí của nó luôn. Có lẽ là border còn khá là to nên là chúng ta sẽ chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Mong rằng sẽ sớm thấy thanh niên cuối cùng. Uầy, hay là nó lại chết ngoài border nữa thì thật sự là quá buồn luôn. Đây, chạy mãi nhưng chưa thấy nó đâu. What the hell, đâu vậy hả em? Đâu rồi vậy thanh niên? Ok, uầy, cần nhân số gấp nhé mọi người. Quá là ngon luôn. Vậy là kẹo đã được top 1 ở trong cái vài đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.